Cho nên khi đi đâu em hay kẹp một cái kẹp ngoạm lên như thế này nè, cho tóc mình nó phồng lên này, nó phồng, nó bồng bềnh hơn và nó có độ xoăn nữa. Xoăn rất là tự nhiên nha mấy chị. Đó, rất là đẹp nha. Vô cùng tiện lợi luôn, đi đâu mình chỉ cần tốn cỡ 2 phút thôi, 2 phút thôi là mình đã có một cái bộ tóc bồng bềnh dễ chung lên liền. Đó, giờ này, đây là cái máy nha, đây là máy thưa của nhà em nè. Đó, khi đó mình đi, mình kẹp cái này lên không thì em thấy nó đơn điệu lắm. Nên là em thích lúc nào cũng phải có một cái máy lên như thế này, vừa che khuyết điểm trán cao cho em mà vừa làm cho mình cảm thấy mình trẻ trung hơn, đẹp hơn. Còn đây là một cái búi rối nha, mình chỉ cần bới tóc thiệt của mình lên, mấy chị thấy không, em bới không bao giờ được gọn gàng luôn mà tóc em cứ thưa thưa có chút xíu à. Nó đi đâu mình chỉ cần cột cái búi này lên thôi là xong nè. Dễ sử dụng vô cùng luôn nha. Người trẻ như mình thì xài mấy cái nâu vàng như vậy nè, đi đâu nhìn chơi rất là trẻ trung luôn. Còn mấy kiểu như cô, mấy cô lớn lớn tuổi xíu á thì mình xài cái màu đen, một nâu đen nè. Em có màu đen, nâu đen, nâu sô-cô-la, nâu vàng nữa. Thì trẻ trẻ như mình xài cái nâu vàng này là vô cùng trẻ trung luôn. Chắc tóc được làm bằng sợi tơ nhân tạo cao cấp giống tóc thiệt của mình 99% luôn nha. Bộ này nhà em bán siêu chạy luôn à, mấy chị em đều rất là thích bộ này luôn. Bộ này nhà em có mã là N43, các em đang sử dụng là màu nâu sô cô la nhé. Ngoài ra còn có màu sáng hơn là màu nâu vàng và màu tối hơn là màu đen nữa ạ. Các chị em mình tóc thiệt màu gì thì hãy chọn màu đó nhé. Đặt hàng đúng cú pháp giùm cho em N43 cộng màu, còn có số điện thoại thì nhà em sẽ gọi điện chốt đơn cho mấy chị. Bộ này nhà em có mã là N52 nha, có chiều dài là 35 cm, bên trong sẽ có một cái kẹp ngoạm như thế này nhé. Mình chỉ cần cột hết tóc thiệt của mình lại rồi kẹp kẹp ngoạm lên là xong nha. Còn này nhà em có 3 màu như các đang sử dụng là màu nâu sô cô la nha. Ngoài ra còn có màu sáng hơn là màu nâu vàng và tối hơn là màu đen nữa ạ. Các chị em nào mình thích mẫu này thì hãy để lại cú pháp giùm cho em là N52 cộng màu, còn với số điện thoại thì nhà em sẽ gọi điện chốt đơn cho mấy chị nha. Bộ này nhà em có mã là N44, có chiều dài tầm 50 cm nhé. Những chị em nào tóc ngắn, tóc ít, tóc thưa, tóc mình dài hơn, dày hơn và bóng mượt hơn thì hãy nhanh tay sở hữu cho em một bộ này nha. Tất cả những bộ tóc ngoạm nhà em đều có 3 màu, các đang sử dụng là màu nâu vàng á. Ngoài ra còn có màu nâu sô cô la và màu đen nữa. Các chị em nào đặt hàng thì hãy để lại đúng cú pháp giùm cho em là N44 cộng màu cộng với số điện thoại nha. Và cũng đừng quên mix cho mình thêm một cái máy thưa như thế này ạ. Máy thưa nhà em được làm bằng tóc thiệt 100% nha. Các chị em nào thích máy thưa thì hãy comment giùm cho em là máy thưa cộng màu cộng với số điện thoại thì nhà em sẽ gọi điện chốt đơn cho mấy chị nha. Kết hợp với combo như thế này thì rất là sang chảnh luôn nha mấy chị nha. Vừa trẻ trung vừa hết. Quá đẹp, quá xuất sắc luôn mấy chị ơi. Bộ này nhà em bán cực kỳ chạy luôn. Vừa trẻ trung vừa hết tuổi như thế này thì làm sao mà mấy chị không nhanh tay sở hữu giùm cho em bộ này nha. Bộ này nhà em có mã là N42, các em đang sử dụng đây là màu nâu sô cô la nha. Các chị em nào thích mẫu này thì hãy comment giùm cho em là N42 cộng màu cộng với số điện thoại thì nhà em sẽ gọi điện chốt đơn cho mấy chị trong cái video ngày hôm nay nha. Bộ này có mã là N47, có chiều dài tầm 40 cm nha. Các chị em mình cao thấp mập ốm thì cũng có thể sử dụng được hết ạ. Từ nay đi chơi đi tiệc mình không còn phải mất quá nhiều thời gian cho chuyện tóc tai nữa nha. Ai thích bộ này thì hãy comment giùm cho em là N47 cộng màu cộng với số điện thoại thì nhà em sẽ gọi điện chốt đơn cho mấy chị nha. Tất cả những bộ tóc giả nhà em đều có 3 màu, màu đen, màu nâu sô cô la và màu nâu vàng ạ. Bộ này nhà em có mã là N49 nha chị ơi, các em đang cầm trên tay là màu nâu sô cô la nha. Bộ này đi chơi đi tiệc mình chỉ cần cột hết tóc thiệt của mình lại rồi kẹp ngoạm lên chưa đầy 2 phút nữa là mình đã có một bộ tóc mới hoàn toàn luôn nha. Vừa dài, vừa dày, vừa đẹp, vừa có độ xoăn sang chảnh như thế này ạ. Bộ này em nói thiệt rất đẹp, rất là sang chảnh luôn. Các chị em nào thích bộ này thì hãy nhanh tay để lại đúng cú pháp giùm cho em là N49 cộng màu cộng với số điện thoại thì nhà em sẽ gọi điện chốt đơn cho mấy chị trong cái video ngày hôm nay nha. Tất cả những bộ tóc nhà em đều có đủ 3 màu, màu đen, màu nâu sô cô la và màu nâu vàng nha. Còn những chị em nào thích tóc có dáng xoăn dài như thế này thì hãy nhanh tay sở hữu bộ này giùm cho em nha. Bộ này nhà em có mã là N46, có chiều dài là 65 cm. Chị em nào thích bộ này thì hãy nhanh tay để lại đúng cú pháp giùm cho em là N46 cộng màu cộng với số điện thoại thì nhà em sẽ gọi điện chốt đơn cho mấy chị nha.